Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi một con Citizen, con này dòng cao cấp của Citizen nè. Đó, Citizen ST-SA nha, lịch dạng niên kính sapphire ha. Con này toàn thân là titanium. Titanium mà còn bóng nha, còn phay xước vậy luôn. Tức là phay xước zin nhà sản xuất nha, chưa có spa gì đó nè. Dây khóa nè, mặt xa dây đây. Khóa dập hiệu ha. Mỏng á, tính ra con này mỏng nha. Thì cách chỉnh giờ có báo em, cái này chỉnh ok rồi, lịch vạn niên thì tháng thiếu tháng đủ cũng bước qua ngày mới tháng mới đó. Pin năng lượng khỏe mới chỉnh được máy này nghe nha. Đây nó có mã cứ Citizen H110 mà ra thôi. Đó nè. Citizen H110 mà ra bản này ha. Mắc in sao băng lắp ráp bên Nhật nè. Nắp sau như thấy còn uy tín nè. Đó. Anh em mà tay vừa tay nhỏ thích mặt trắng thư sinh anh em văn phòng rồi ha. Đeo máy này siêu nhẹ rồi đó. Dây thì 18 được, này nó có cái đề tăng ở đây nha. Giờ để em đo dây nè. Dây 18 vừa tay 18 nha. Thì form này em khuyến cáo tay tầm 17 như em đổ về đeo đẹp rồi. Nó kiểu dáng cũng một phần vintage dáng xưa á. Giá trị ban đầu nó rất cao nha. Tự nó dòng cao cấp mà, của Citizen. Cách chỉnh giờ cứ báo em ha, nó có khóa đây nè. Bóp, bóp này vô đẩy vô nè. Mở đẩy tới đi lui thôi. Gài lại nè. Bóp mở, có khóa kiểu đề tăng á. Rồi xe ngang của nó nha, đo gì đúng chuẩn nè, 38.8 mỏng. Có 87 thôi. Đứng luôn là 42.8. Kính sapphire nha, dòng cao cấp á, dây khóa. Rồi con này em bán 1 triệu 100k nha, mã 044 ha, triệu 100k 044. Pin năng lượng khỏe nha nha. Mấy pin này mà từ Nhật về mà cái nhà chỉnh nó khỏe gì nhà xài 2 năm nữa nha, 2 năm chứ xin về. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.